Xin chào các bạn Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón vành cho người lớn xinh xắn như thế này Các bạn cũng có thể tăng giảm size cho cả trẻ nhỏ cũng được ha Để làm được mẫu này thì ở đây mình sử dụng là sợi dệt màu trơn nè Sợi dệt của mình nó sẽ có độ dày tầm khoảng 1.5 cho đến 1.75 mm Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng những loại len khác cũng được ha Kim móc thì ở đây mình sử dụng kim hai đầu một đầu 3 và một đầu 4, mình sẽ sử dụng đầu số 4, tương đương với kim 2,5mm. Những bạn nào mà không có mẫu kim này hoặc là sử dụng cái loại len khác thì mình cần phải so sánh cái đầu kim với sợi len nè. Độ dày của đầu kim khi so sánh với sợi len nó sẽ sắp xỉ bằng sợi len, giúp cho mũi móc của mình nó được chắc chắn hơn ha. Để cho cái phần vành của mình nó không có bị sụp hay là méo mó. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo lên qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Và mũi móc đơn thứ bảy. Nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại nè, sau đó mình di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên Để cho cái phần thân nón của mình nó đẹp á, thì ở đây mình sẽ móc sắn ốc và không có kết mũi ở mỗi hàng móc Các bạn đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc Đây, móc vào đây hai mũi ha thì hai mũi này là hai mũi đầu tiên của vòng thứ hai nè các bạn có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên ha thì đây là cái điểm bắt đầu của mỗi vòng móc nè Vút thật mạnh lại ha Vòng đầu tiên có 7 mũi móc tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai Thì các bạn cứ lần lượt móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn Chân đầu tiên móc rồi nè Tiếp tục chân thứ hai cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc Chân thứ ba tương tự ha, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm tương tự, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ sáu cũng móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ bảy cũng là chân móc cuối cùng, móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta kết thúc được cái vòng móc thứ hai ha. Vòng móc thứ hai kết thúc thì sẽ tạo ra được tổng cộng là 14 mũi móc đơn. Tăng được gấp đôi so với vòng đầu tiên tiếp tục đến cái vòng móc thứ ba thì vòng móc thứ ba cái chân mình đánh dấu là cái chân đầu tiên của hàng thứ ba nè tháo kim đánh dấu ra hả vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn đánh dấu cho mình vào chân đầu tiên hả được mũi móc đơn vào cái chân đầu tiên rồi chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ta sẽ có được cái cụm móc như thế này một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ có là một mũi móc đơn nè, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Ta được cụm móc thứ hai nè. Cụm móc cuối cùng cũng nằm ở hai chân cuối cùng ha. Một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Thì khi kết thúc cái vòng móc thứ ba này mình sẽ có tổng cộng là 7 cái cụm móc liên tiếp như thế này, tăng được 7 mũi. Vòng móc kế tiếp tiếp tục tháo kim đánh dấu ra ha. Để ý cho mình ở cái vòng móc thứ ba mình có một mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng thứ tư các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Ở đây mình có một mũi rồi nè. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình hai mũi mỗi chân ha. Một nè. Đánh dấu vào cái chân đầu tiên nhé. Sau đó là mũi thứ hai ta có được hai mũi mỗi chân rồi nhiều hơn cái vòng bên trên một mũi rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc thì ta sẽ có được cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc ta có được cụm thứ hai cụm cuối cùng cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng hả hai mũi mỗi chân và hai mũi cùng chân móc thì khi kết thúc cái vòng móc thứ tư này mình sẽ có tổng cộng là 7 cái cụm móc liên tiếp như thế này cũng tăng được 7 mũi móc mình có một lưu ý nhỏ đối với những bạn nào mà móc cái nón vành mà có cái vành bự á các bạn lưu ý móc chật tay cho mình cái mũi móc lại ha khi mình móc chật tay á mà những bạn nào mà móc 7 mũi móc vào cùng cái vòng đầu tiên á mà khi mà mình tăng mũi á cái vòng nón của mình nó bị uốn éo các bạn sẽ giảm cho mình cái vòng đầu tiên còn 6 mũi móc đơn tức là mỗi vòng mình chỉ tăng lên 6 mũi thôi còn những bạn nào á, mà nó hơi cúp á, thì các bạn sẽ móc cho mình theo như công thức này 7 mũi đơn vào vòng tròn đầu tiên ha. ta sẽ có được cái phần thân nón đều hơn tiếp tục tháo kim đánh dấu ra và móc cái hàng móc tiếp theo nè hàng móc tiếp theo cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi mình có hai mũi hàng phía dưới rồi thì tiếp tục là ba mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc ha mũi đầu tiên nè mũi thứ hai và mũi thứ ba lưu ý nhớ đánh dấu vào cái mũi đầu tiên nhé được 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được một cụm móc như thế này các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta sẽ có được 7 cụm móc tổng cộng như thế này ha sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các hàng móc kế tiếp thì cũng tăng tịnh tiến cho mình lần lượt cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi hàng kế tiếp là 4 mũi nè tiếp tục là năm mũi và cứ xen kẽ là hai mũi cùng chân móc ha. Móc cho đến khi ta đạt được cái độ rộng của vòng nón á, vừa với cái vòng đầu mà các bạn cần móc là được. Một lưu ý thứ hai khi các bạn tăng mũi theo như cái công thức mà mình vừa nói á, cứ tăng tình tiến số mũi móc đơn lẻ nè. Thì khi các bạn cứ tăng dần như thế này thì những cái chân móc mà có hai mũi móc cùng một chân á, nó sẽ nằm chồng lên nhau nè. Đây, nó sẽ nằm chồng liên tiếp với nhau như thế này. Thì khi mà mình cứ tăng mũi tương tự theo như công thức á, thì các cái hàng móc của mình nó chồng lên nhau nó sẽ bị những cái điểm g nó sẽ tạo ra những cái góc như thế này nó sẽ không có được đều và đẹp cho cái phần nón của mình thì ở đây nó sẽ có một cách nè công thức mình có để trên màn hình ha đến những cái hàng nào mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân á, là số chẵn ví dụ như hàng kế tiếp của mình là bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè ta sẽ di chuyển hai mũi cùng chân vào chính giữa ha đây của mình là 4 mũi mỗi chân nè thì mình sẽ móc là 4 mũi mỗi chân theo như công thức là 4 mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc nhưng khi mình cứ móc như vậy nè hai mũi cùng chân móc này nó sẽ nằm chồng lên hai mũi cùng chân móc của hàng phía dưới nó sẽ không có được đẹp cho nên cái công thức này các bạn sẽ đảo cho mình nè bốn mũi mỗi chân là số chẵn ha các bạn sẽ lấy cho mình hai mũi thôi Tức là mình chia đôi cái bốn mũi đó ra Mình có hai mũi mỗi chân rồi nè Tiếp tục là hai mũi cung chân móc Sau đó là hai mũi mỗi chân Như vậy là khi kết thúc một cụm nè, cụm của mình gồm có hai mũi chân, hai cùng chân và hai mũi chân ta cũng có được tổng cộng là 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nhưng mà lúc này cái mũi cùng chân của mình á nó sẽ không có nằm chồng lên nhau mà nó nằm so le với nhau ha giúp cho cái phần nón của mình nó được đều hơn tiếp tục nè hai mũi mỗi chân hai mũi cùng chân và hai mũi mỗi chân ta cũng có được cái cụm thứ hai nè các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng sau đó cứ xen kẽ ha những cái hàng nào mà có số mũi móc đơn lẻ là số lẻ thì mình móc bình thường Còn là số chẵn thì cứ chia đều cho mình sau đó đưa hai mũi mỗi chân vào chính giữa Thì ta sẽ được cái phần nón nó đều hơn ha Móc tăng thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của vòng đầu là được Sau khi đã móc cho mình được thêm nhiều hàng móc và cứ xen kẽ hàng chẵn hàng lẻ đổi công thức nè Thì ta sẽ có được một cái vòng tròn đều như thế này Không nhất thiết là cái vòng cuối cùng của mình nó phải nằm ở cái chân móc cuối cùng các bạn cứ canh cho mình cho đến khi nào mình thấy cái vòng tròn này á nó có cái độ rộng vừa phải mà mình nghĩ là nó sắp bằng với cái vòng đầu á thì các bạn sẽ đo cho mình theo ba cách sau nè. Cách đầu tiên, cái len của mình nó đang có cái độ co giãn ha. Các bạn sẽ nắn chỉnh cho mình cái phần len của mình nè cho nó được đều lại một tí. Sau đó mình sẽ lật cái mặt trong của phần thân nó mà mình đang móc lại. Cách thứ nhất sử dụng cho mình thước dây đo đường kính của vòng tròn mà mình đang có là bao nhiêu. Khi có được đường kính rồi thì mình sẽ lấy cái số đo đường kính này nhân cho 3,14 thì mình sẽ ra được cái kích thước của vòng ngoài cùng mà mình có được là bao nhiêu ha. Đây là cách đầu tiên nè. Lưu ý là cái số đo này nó sẽ không có được chính xác lắm ha. Các bạn có thể tăng giảm một chút nè do cái chất len của mình nó đang có độ co giãn cho nên mình sẽ uh, tính từ cái kích thước này sau đó các bạn tăng cho mình lên một chút hoặc là giảm một chút nha. Tiếp tục đến cái cách thứ hai nè. Cách thứ hai thì các bạn sẽ sử dụng cho mình thước dây. Mình sẽ lấy 1 cm của thước dây đo vào cái mũi móc. Khi đo vào mũi móc nè. Xem thử coi 1 cm của thước dây xấp xỉ bằng bao nhiêu mũi móc của mình. Ở đây của mình là bằng 2 mũi nè. Những bạn nào mà móc cho tay thì có thể là bằng 2,5 mũi ha, hoặc là 2,75 mũi nè, hoặc là 1, mấy mũi tùy vào cái cách đo của các bạn và cái mũi mà mình móc ha. Sau đó khi đã có được 1 cm bằng bao nhiêu mũi rồi, lấy cho mình cái số mũi đó nhưng cho cái số đo vòng đầu mình sẽ ra được tổng số mũi của vòng cuối cùng mình cần có là bao nhiêu ha cách thứ ba cũng là cách đơn giản nhất các bạn nắn chỉnh cho mình cái vòng nón sau đó từ cái chân móc đầu tiên mình sẽ đo các bạn sẽ đo sát cái mép lại ha lưu ý là mình sẽ đo trực lại một tí ha? do cái chất len của mình nó có độ co giãn nè cứ đo sát mép các bạn có thể đo sát mép bên trong ha Xem được bao nhiêu cm rồi mình tiếp tục tăng mũi theo cái kích thước mà các bạn cần có ha Thì cách này là cách đơn giản nhất nè Và nhớ cho mình là chất len nó hơi co giãn nên các bạn sẽ canh chỉnh và tăng giảm cho mình phù hợp nhất có thể ha Như vậy là ta đã đo được size của nón theo ba cách như thế này khi mình đã có được kích thước của vòng đầu, thân nón rồi nè, thì bây giờ các cái hàng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc thì nhớ kết thúc vòng nhớ đánh dấu cho mình vào cái chân móc đó ha. Sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, cứ móc xoắn ốc cho đến khi mà mình gặp đôi cái phần thân nón lại nè. Ta đạt được cái chiều cao từ đỉnh nón cho đến cái hàng mà mình móc cuối cùng bằng cái chiều cao từ phần đỉnh đầu đến gần tai của mình là được ha. Thì cái kích thước chiều cao này mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo nha. Sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc đều không tăng mũi thì ta sẽ có được cái phần thân nón như thế này. Đến cái phần tay rồi bây giờ mình sẽ tạo cái phần vành ha. Để xác định được công thức của hàng đầu tiên ở phần vành, các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có được của cái hàng cuối cùng mà mình vừa móc đây nè, bằng bao nhiêu mũi. Khi có được tổng số mũi rồi, các bạn sẽ chia cho 12. Chia được cho 12 thì mình sẽ lấy cái số nguyên mà mình chia được ha. Những cái số lẻ phía sau các bạn không cần tính, mình sẽ lấy cái số nguyên mà mình chia được nè ở đây ví dụ như của mình là 112 mũi chia cho 12 được 9 phẩy thì mình sẽ lấy cái 9 thôi ha chứ không có lấy cái phẩy phía sau nhé sau đó móc cho mình 9 mũi móc đơn vào 9 chân móc nè mũi đầu tiên tiếp tục đánh dấu mũi đầu tiên ha mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ tám và mũi móc đơn thứ chín được chín mũi rồi là cái số nguyên mà mình chia được nè thì ở cái chân móc thứ chín á các bạn tiếp tục móc vào đó cho mình thêm một mũi nữa như vậy là mình đã tăng được một mũi ở cụm của mình ha mình sẽ có là cụm móc tám mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc các bạn tiếp tục móc cụm này cho mình tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng Sau khi đã móc đến cuối vòng thì cái số dư mà mình có được là cái số mũi móc dư mà mình còn ở đây. Thì các bạn sẽ không cần phải để ý cái số mũi dư này ha. Mình cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn là cách đơn giản nhất. Và sau khi đã hoàn tất được cái vòng này rồi tháo kim đánh dấu. Vòng thứ hai mình sẽ móc đều không tăng mũi. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha tức là ở cái phần vành nón này mình sẽ có một hàng tăng và một hàng không tăng xen kẽ với nhau hàng này mình móc đều này móc tương tự cho đến hết vòng sau khi móc hàng đều cho đến cuối vòng rồi hàng kế tiếp các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình thì hàng tăng mũi này mình sẽ dựa vào hàng tăng mũi ở bên trên ta có 8 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì hàng kế tiếp sẽ là 9 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha tăng tận tiến cái số mũi móc đơn lẻ giống như phân đỉnh nón mũi đầu tiên nè tiếp tục mũi thứ hai mũi thứ ba mũi móc thứ tư mũi thứ năm mũi thứ sáu mũi móc thứ bảy mũi móc thứ tám và mũi móc thứ chín ta được chín mũi mỗi chân tăng nhiều hơn một mũi so với vòng bên trên rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc như vậy là hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó mình tiếp tục xen kẽ là một hàng đều không tăng mũi một hàng tăng mũi một hàng không tăng mũi ha các hàng móc tăng mũi thì cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi đối với những bạn nào mà muốn cho cái phần vành của mình nó cúp lại một tí á thì cái hàng mà mình móc đều không tăng mũi các bạn có thể tăng cho mình thêm là một hàng tức là mình có một hàng tăng hai hàng không tăng một hàng tăng và hai hàng không tăng ha tùy vào cái phần vành mà các bạn có thể canh chỉnh cho mình cái kích thước này và mình cứ tiếp tục tăng xen kẽ như vậy cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần vành như các bạn mong muốn là được ha tầm khoảng 10 cho đến 12 cm sau khi hoàn tất được cái độ rộng của phần vành rồi bây giờ mình sẽ viền lại cái phần vành ha để viên lại các bạn sẽ móc chật tay lại cho mình nha Mình sẽ móc các cái mũi móc đơn ngoặt nè Các bạn đâm kim vào chân đầu tiên Đây, đây là cái điểm kết thúc của vòng này rồi ha Thì mình sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên Sau đó kéo lên qua chân móc Giữ nguyên vị trí này ha, các bạn sẽ đưa cho mình sợi len vào chính giữa kim với hàng móc Mình sẽ quấn một vòng quanh kim Khi quấn như thế này thì ở giữa cái đường móc trên kim mình có một cái đường nằm ngang nè từ đây kéo len qua hai đường ngang trên kim. Ta sẽ có được một cái hàng viền ha. Tiếp tục mũi móc thứ hai cũng làm tương tự, đâm kim, kéo len. Quấn một vòng quanh kim. Đưa kim xuống dưới nè. Một vòng quanh kim. Siết chặt sẽ lên lại một tí ha. Kéo qua hai chân trên kim. Ta được mũi thứ hai. Tiếp tục làm tương tự cho đến hết vòng. Đâm kim kéo lên, quấn một vòng quanh kim, siết sợi lên lại một tí ha, kéo qua hai chân, tương tự nè, một vòng, kéo qua hai chân. Sau khi đã viền lại hết cái phần viền nón rồi, đến điểm kết thúc nè, để ý cho mình nè cái chân móc cuối cùng của mình mình sẽ không có móc vào chân cuối cùng đó mà đưa cho mình kim đến chính giữa của hai cái đường mà mình tạo ở hai cái chân đầu tiên nè đây hai cái đường mà mình à, móc ở hai mũi đầu tiên ha thì các bạn sẽ đâm kim vào chính giữa đó móc cho mình một mũi dời ở giữa hai cái đường mà mình tạo ha từ đây kéo dài sợi len và cắt len Sợi len của mình lúc này nó đang nằm ở mặt phải của sản phẩm Ta sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc Kéo cái sợi len ra phía sau Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc siết chặt sợi len lại nè, sau đó giấu len ha Ta sẽ hoàn tất được cái hàng viền nón như thế này Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn móc cái phần hoa trang trí Về phần hoa thì tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn mũi đầu tiên nè móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy có được 7 mũi rồi nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời đây là chân đầu tiên ha một mũi dời nè móc lên một xích Quốc thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại ha hàng này có 7 mũi tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai vòng thứ hai mỗi chân hai mũi móc đơn cùng chân móc chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu nè móc vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn, chân thứ ba móc 2 mũi móc đơn, tiếp tục hai mũi móc đơn cùng chân móc vào chân thứ tư, chân thứ năm tương tự, chân móc thứ sáu cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc, và chân thứ bảy là chân cuối cùng cũng tương tự ha, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta hoàn tất được vòng thứ hai. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Từ đây mình sẽ móc cái cánh nè. Các bạn sẽ móc lên cho mình 13 mũi móc xích. Thì đối với size này mình đang móc size dành cho nó người lớn ha. Những bạn nào mà móc size cho bé thì mình có thể giảm cái số mũi này đi. Mình sẽ móc lên 13 mũi móc. có được 13 mũi rồi nè 13 mũi này nó sẽ tương ứng với cái chân đầu tiên của cái vòng móc phía dưới ha là cái chân mình móc mỗi giờ kết thúc á ta sẽ bỏ qua cái chân móc đó bỏ qua luôn chân thứ hai và mình sẽ đâm kim vào cái chân thứ ba nha chân thứ hai là khoảng cách nè thì bỏ qua sau đó đâm kim vào cái chân thứ ba nè bỏ qua chân đầu tiên bỏ qua chân thứ hai đâm kim vào chân thứ ba móc vào cái chân thứ ba này mũi kép tư ha Mũ kép tư thì các bạn sẽ quấn lên cho mình bốn vòng lên trên kim vòng đầu tiên nè vòng thứ hai vòng thứ ba và vòng thứ tư sau đó đâm kim vào cái chân móc thứ ba tức là cái chân đầu tiên đây bỏ qua ha chân thứ hai cũng bỏ qua nè và chân thứ ba đâm kim vào đó sau đó kéo lên các bạn lần lượt kéo lên cho mình qua hai chân trên kim nè lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư và lần thứ năm ta sẽ được một mũi kép tư như thế này tạo ra một cánh đầu tiên ha tiếp tục đến cánh thứ hai nè móc lên 7 mũi móc xích 3 4 5 6 và 7 sau đó móc một mũi kép tư quấn len cho mình bốn vòng lên kim ta sẽ bỏ qua cái chân móc kế bên và móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi kép tư ha, đâm kim nè kéo lên, sau đó lần lượt qua hai chân trên kim, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm ta được kế hoạch tiết cánh thứ hai ha, móc tương tự cho mình cho đến hết, phải ý mũi xích nè, sau đó quấn lên bốn vòng lên kim bỏ qua một chân móc móc vào chân kế tiếp một mũi kép tư đâm kim kéo lên và hai chân lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm tương tự cho đến hết sau khi móc đến hết thì mình cũng móc lên 7 mũi móc xích ở đây ban đầu mình có tổng cộng là 13 mũi móc xích đầu tiên thì 13 mũi này mình trừ ra 7 mũi tạo ra cánh thì các bạn sẽ đếm cho mình từ dưới lên trên vào chân thứ sáu đâm kim vào chân thứ sáu đó móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích như vậy là họa tiết của mình sẽ có tổng cộng là 7 cái mũi 7 cái cánh như thế này ha đây thì một cánh của mình các bạn để ý nó sẽ tạo ra từ 7 cái mũi xích của hàng ở trên với một mũi kép tư ở phía dưới nó đây là một cánh hả thì một cánh các bạn sẽ móc như sau ta sẽ móc vào cái 7 mũi xích này nè là 10 mũi móc đơn hả 1 móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ 5 móc đơn Thứ Sáu móc đơn Thứ bảy mũi thứ 8 mũi thứ 9 và mũi thứ 10 Mười mũi vào cái bảy mũi xích ở phía trên rồi nè. Thì tiếp tục móc tám mũi móc đơn vào cái thân của mũi kép tư phía dưới. Đây, móc cho mình vào đây tám mũi ha. Đây. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi móc thứ tư mũi thứ 5, mũi móc thứ 6, mũi móc thứ 7, và mũi móc đơn thứ 8. Như vậy là một cánh của mình nó sẽ gồm có 18 cái chân móc như thế này, 10 mũi ở đây và 8 mũi ở phía dưới này ha. Tạo ra tổng cộng là 18 chân móc. Kết thúc này thì mình sẽ đưa kim đến cái chân móc mà mình bỏ qua sát đây chân móc nằm chính giữa nên móc vào đây một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích ta quay ngược đầu móc lại mình đang có 18 mũi móc đơn tạo ra một cánh nè thì 18 mũi này các bạn lần lượt móc cho mình vào cái đường móc nằm ở bên dưới nha móc cho mình lần lượt chân đầu tiên một mũi móc đơn tiếp tục là hai mũi nửa kép vào hai chân Tăng lên 3 mũi kép đơn vào 3 chân. Sau đó là 4 mũi kép đôi vào 4 chân ha, thì kép đôi lấy lên 2 vòng lên kim. Tâm kim vào chân móc. Kéo lên qua 2 chân lần thứ nhất, lần thứ 2 và lần thứ 3. Mũi thứ nhất nè, tiếp tục mũi thứ hai. kép đôi thì quấn lên hai vòng hả ha? mũi thứ ba nè và mũi thứ tư tiếp tục sẽ là bốn mũi kép ba ha kép ba mình sẽ lấy lên ba vòng lên trên kim đâm kim nè kéo lên hai chân lần thứ nhất thứ hai thứ ba và thứ tư ta được mũi thứ nhất ha tiếp tục mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư hoàn tất được bốn mũi kép ba rồi thì còn bốn chân cuối cùng mình sẽ móc bốn mũi kép tư ha thì kép tư cũng tương tự nè các bạn sẽ quấn lên cho mình bốn vòng lên trên kim để mình tạo ra mũi kép tư ở bốn chân cuối cùng này bốn vòng lên kim nè đâm kim. Kéo lên. Lần lượt kéo qua hai chân trên kim 5 lần ha. Lần thứ nhất. 2 3 4 và 5 ta được mũi kép tư đầu tiên. Tiếp tục là 3 mũi kép tư vào ba chân liên tiếp ha. Cũng là ba chân cuối cùng luôn. Kép tư thứ hai nè. mũi kép tư thứ ba và mũi kép tư thứ tư ha được bốn mũi rồi đến cái chân cuối cùng rồi nè thì bây giờ tiếp tục móc lên một mũi móc xích ta quay ngược đầu móc lại mình sẽ có tổng cộng là 18 chân móc 18 chân móc này mỗi chân móc một mũi móc đơn ha mũi đầu tiên nè móc đơn thứ hai vào chân thứ hai Mũi thứ 4. Mũi thứ 5. Mũi thứ 6. Mũi móc đơn thứ 7. Móc đơn thứ 8. Móc đơn thứ 9. Mũi móc thứ 10. Móc đơn 11. Móc đơn 12. 13. 14. 15. 16. 17 và 18 sẽ nằm ở chân mũi móc đơn ha. Được 18 mũi móc đơn và 18 chân rồi lên một xích, sau đó mình sẽ tạo cái họa tiết cho cánh của mình nè. Quay ngược đầu móc. Lúc này mình có 18 chân móc thì 18 chân này các bạn lần lượt móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân đầu tiên trước. Chân đầu tiên một mũi móc đơn nè. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Khi có được hai mũi móc đơn liên tiếp móc lên bốn mũi xích sau đó ta đâm kim vào cái đường móc nằm bên trên của cái chân mũi đơn đó, đồng thời đâm kim luôn vào cái chân móc thay móc mũi móc đơn đó, móc vào đây một mũi dời ha, ta được cái họa tiết đầu tiên. Tiếp tục đến họa tiết thứ hai cũng làm tương tự, hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp, từ chân thứ hai này móc lên bốn mũi móc xích, đâm kim vào đường móc nằm bên trên của chân móc mũi đơn đó và cái chân ta móc mũi đơn đó móc vào đó một mũi dời ta được họa tiết thứ hai làm tương tự cho mình cho đến hết hai mũi móc đơn vào hai chân sau đó lên bốn mũi móc xích móc một mũi dời vào đường nằm bên trên của chân mũi đơn và cái chân ta móc mũi đơn đó một mũi dời ha làm tương tự cho đến hết Sau khi móc đến cuối cùng thì hai chân móc cuối cùng cũng tạo ra được một họa tiết. Đến đây thì mình sẽ không có kết thúc ở hàng này mà mình tiếp tục đâm kim vào cái chân móc của mũi kép tư mà mình có được ở cái phần thân này. Thì mũi kép tư nó sẽ có 5 cái đường móc. Các bạn lần lượt móc cho mình các cái đường móc nằm thẳng như thế này nè, của cái mũi kép tư xét đó ha. Mình cũng móc hai mũi đơn, sau đó móc lên 4 mũi móc xích cũng đâm kim vào đường nằm bên trên và chân móc móc mũi đó một mũi dời tiếp tục hai mũi đơn mỗi chân móc lên 4 xích một mũi dời kết thúc lúc này còn lại thêm một đường móc nữa thì cái đường cuối cùng nó móc lên mình một mũi móc đơn sau đó các bạn quay ngược đầu móc cho mình theo cái chiều này nè quay ngược theo cái chiều mà mình thấy cái mũi móc mà mình hở ra ở cái hàng đầu tiên á thì các bạn sẽ quay ngược lại cho mình nè cái cánh của mình nó có là bốn mũi kép tư và bốn mũi kép ba thì các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào đường móc của mũi kép tư trước nè móc một mũi dời nè mũi dời thứ hai mũi dời thứ ba và mũi dời thứ tư đây là bốn mũi mà ta móc mũi kép tư ha sau đó tiếp tục 4 mũi dời vào 4 chân ta móc mũi kép 3. Như vậy là ta sẽ có được tổng cộng là 8 mũi dời vào 8 chân ha. 4 chân đầu là cho mũi kép tư nè, và 4 chân kế tiếp là mũi kép 3. Đến đây thì lúc này ở sát dưới mình sẽ có cái hàng mà mình tạo ra 7 mũi xích nè. Thì hàng 7 mũi xích này với cái thân của mũi kép tư này nè. Ta sẽ tạo ra một cánh thứ hai ha, thì 7 cái mũi xích đó móc 10 mũi móc đơn. Được 10 mũi móc đơn vào 7 mũi xích đó rồi thì tiếp tục cái thân của mũi kép tư phía dưới móc 8 mũi móc đơn. Ta sẽ tạo ra cái chân cho cánh thứ hai ha. để kết thúc được cái cánh này nè 18 chân móc thì mình sẽ di chuyển kim đến cái chân nằm chính giữa mà mình bỏ qua của cái vòng đầu tiên mà mình tạo ở đây nè móc vào đó một mũi dời móc lên một xích sau đó quay ngược đầu móc và tiếp tục móc thêm các cái hàng móc cho cái phần cánh ha một hàng tăng độ cao cho hàng móc sau đó là một hàng mũi đơn và một hàng tạo ra cái họa tiết ta sẽ có được tổng cộng là 7 cánh sau khi hoàn tất đến cánh cuối cùng thì các bạn cũng quay ngược đầu móc và mình lần lượt móc 8 mũi dời vào 8 chân móc. 4 chân là mình móc mũi kép tư và 4 chân là mình móc mũi kép 3 ha. Ta sẽ có 8 mũi dời vào 8 chân móc. Hoàn tất được 8 mũi dời rồi mình sẽ đâm kim vào cái chân mà mình kết thúc cái phần cánh nè Sát bên móc một mũi dời Kéo dài sợi len và cắt len Ta có thể móc lên một xích để khóa mũi ha Sau đó giấu thợ lên thừa vào trong mũi móc Mình sẽ hoàn tất được một mẫu hoa để trang trí nón như thế này Hoa này thì các bạn cũng có thể trang trí túi sách cũng được ha Sợi dây ngang nón thì các bạn sẽ tạo cho mình ba sợi dây bằng nhau, sau đó mình sẽ quốc ba cái đầu dây này lại thành một. Và từ đây mình sẽ thắt bính ha. Có rất là nhiều kiểu dây mà các bạn có thể tạo. Mình sử dụng ba sợi bằng nhau, sau đó mình thắt bính lại. Thắt bính được một độ dài vừa với cái vòng đầu, rộng hơn một tí ha. Sau khi đã hoàn tất được cái đoạn bính của mình rồi nè, thì cái đầu còn lại các bạn cũng tạo cho mình một guốc. Sau đó mình đưa vào con phần thân nón Chưa một đoạn vừa đủ ha, làm cho nó rộng rãi như thế này để khi mà mình đội vào á, nó không có bị chật cái phần nón Sử dụng keo nến và mình sẽ đính hai đầu lại một bên như thế này Tạo cái độ rộng này cho phần dây ha Sau đó dính keo nến vào và đính hoa vào trang trí ở cái điểm này Che lại cái điểm mà mình dán ha và sau khi đã hoàn tất cho mình được hoa cũng như là dây rồi, mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu nón dành cho người lớn xinh xắn như thế này. Các bạn cũng có thể tăng giảm sai áp dụng cho cả trẻ nhỏ cũng được ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.